Họa sĩ Tôn Thất Bằng qua những cái tác phẩm biểu hiện của mình đó thì đã bộc lộ ra một cái suy tư, một cái tư duy rất là lãng mạn. Từ ngày Bằng vào thành phố Hồ Chí Minh triển lãm lần đầu, tôi gặp và biết Bằng thông qua những tác phẩm đầu tay của Bằng, trong đó cái chất hồn nhiên qua những hình tượng kẻ thơ và những chiếc lá. Mãi cho đến bây giờ, đây là lần triển lãm lần thứ 5 của Tôn Thất Bằng, thì tôi vẫn nhìn thấy những cái đó nó chung thủy đi theo trong cái tác phẩm và nét vẽ của Bằng. Ở đây đó, một cái người họa sĩ đã đem hết tâm huyết của mình, đem hết tình cảm của mình để ca ngợi tuổi thơ, ca ngợi về cái đời sống dân dã, đậm tình, đậm chất quê hương. Thì cái lá và hoa là cái chủ đề của triển lãm lần này, thì cũng không ngoài những cái mà trước giờ nó đã được thể hiện trong tác phẩm của Bằng. Một nét vẽ rất là chín mùi và đầu tư rất là công phu trong những cái suy tưởng, những cái bông sen, rồi những cây đàn, rồi những chiếc lá. Thường thường những cái màu sắc nó biểu hiện cho cái mùa thu và mùa xuân nhiều hơn. Thì ở Tôn Thất Bằng tôi thấy rằng là anh đã thành công trong cái việc tìm kiếm cái hướng đi riêng cho mình trong cái hội họa Việt Nam. Thì nói đến Tôn Thất Bằng, bây giờ thì nói đến một cái họa sĩ người ở miền Trung mà đã thành danh ở tại thành phố Hồ Chí Minh và đã cống hiến cho những người hâm mộ về hội họa bằng 5 đợt triển lãm. Sự thành công của anh đã bù đắp cho anh trong những năm tháng mà anh miệt mài cặm cụi để tìm ra cái hướng đi riêng cho mình trong cái nền hội họa Việt Nam.